chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Điện tử Hàng Hải Hạnh Phúc nha. Trong video ngày hôm nay, em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách cài đặt vết vẽ trên máy định vị hải đồ Huan HGB35 nha. Thì cách cài đặt vết vẽ này mọi người cũng có thể áp dụng trên máy GB35 luôn nha. Thì giữa HGB35 và GB35 nó chỉ khác nhau giữa có hải đồ và không có hải đồ thôi. Các chức năng khác thì nó đều giống nhau hết. Rồi thì đầu tiên, để biết được cái vết mình đang mở hay tắt, mọi người cũng có thể quan sát được ở trên thanh số liệu ở trên màn hình nha. Thì đây là thanh số liệu của máy. Ở đây là cái vết nè. Đó, chữ vết này nó hiển thị là tắt. Thì cái vết mình nó đang tắt nha, nó chưa mở lên. Để mở vết và cài đặt vết thì mọi người sẽ vào menu. Rồi, tiếp theo di chuyển xuống phần vết, bấm Enter. Rồi, thì để mở vết, đầu tiên là mình chọn phần ghi vết nè. Ghi vết đầu tiên, rồi bấm Enter vào. Mình chọn dòng khoảng cách, bấm Enter. Ngay lúc này chúng ta đã kích hoạt mở vết. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành cài đặt vết. Thì đây là cái phần auto, phần này là phần tự động khôi phục. Cái phần này mình sẽ tắt đi nha. Rồi, phần hiển thị. Hiển thị thì chúng ta sẽ chọn mở. Thì phần hiển thị này khi chúng ta chọn mở, vết của mình sẽ được hiển thị ở trên màn hình máy. Nếu chúng ta muốn ẩn đi cái vết, mình không muốn cái vết hiển thị trên màn hình máy, thì mình sẽ chọn tắt. Rồi, tất nhiên mình ghi vết thì mình phải muốn vết hiển thị trên màn hình máy rồi. Mình sẽ mở lên. Tiếp theo ở đây là phần khoảng cách ghi vết nha. Thì ở đây mình sẽ chọn cái khoảng cách để chúng ta ghi vết. Rồi, thì mình sẽ chọn cái thông số nhỏ hơn hoặc là lớn hơn. Thì đây mình sẽ chọn 10. Để là 10 nm, thì mình cứ tính là 10m đi. 10m để cho nó dễ tính. Rồi mình sẽ tính là 10m như thế này. Thì trong vòng khoảng cách 10m sẽ ghi vết một lần. Đấy. Đây là khoảng cách ghi vết. Thì mọi người cũng có thể chọn thông số cao hơn. Rồi. Hoặc là mọi người để thông số mặc định cũng được. Nó cũng không có quan trọng. Tiếp theo là cái phần màu vết. Rồi thì mọi người sẽ chọn một cái màu mà nó đặc trưng một tí, mình dễ phân biệt một tí. Mình sẽ chọn cái màu nó đậm đi, để cho nó đừng có trùng lập với những cái màu khác ở trên màn hình hải đồ, nếu như cái máy có hải đồ. Rồi thì mình sẽ chọn là màu đỏ đậm đi. Tùy theo mọi người cũng có thể chọn các màu khác. Rồi màu. Rồi chiều rộng. Thì ở đây mọi người sẽ chọn cái chiều rộng là trung bình là 3 nha, hoặc là 4-5. Cái chiều rộng của vết tối đa là sẽ là 9. Chính là chiều rộng tối đa. Tiếp theo là 1, 2, 3, 4. Tùy theo sở thích của mọi người mà chúng ta sẽ chọn là cái vết nó lớn hay nhỏ. Thì cái chiều rộng mọi người mở lớn quá, cái chiều rộng, kích thước chiều rộng lớn quá thì nó sẽ bị che đi cái màn hình. Khi mà chúng ta ghi nhiều vết quá thì cái vết nó sẽ lấn áp cái màn hình của chúng ta. Đó. Bởi vì chúng ta chọn cái mức kích thước trung bình từ 3-5 là vừa. Thì mọi người cứ chạy, mọi người cứ canh làm sao mà cái kích thước của mình nó dễ nhìn, mình dễ thấy, mình dễ chạy là được. Rồi, sau khi chọn chiều rộng xong, phần số anh em thì mọi người sẽ chọn mở nha. Tiếp theo là phần số. Thì ở đây chúng ta có 12 bản vết từ 01 cho tới 12. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ chọn 01. Khi chúng ta chạy đầy cái bản 01 thì chúng ta sẽ nhảy qua cái bản 02 và tới cuối cùng là bản 12. Rồi. Thì khi mà chúng ta cài đặt xong thì mọi người chỉ cần thoát ra và chạy thôi. Lúc này là cài đặt xong phần vết rồi. Thì sau khi mà chúng ta cài đặt vết xong thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để ẩn vết vẽ. Đó. Thì trong cái tình trạng mà mọi người chạy lâu ngày rồi đó, thì cái vết nó đã đầy rồi, nó nhảy sang nhiều bản rồi, nó nhiều lắm, trên cái bản đồ là nó đầy luôn, chứ không phải là nó chống chảy như thế này. Đó là cái lằn vết nó rất là nhiều. Và trong cái trường hợp đó mình muốn ẩn đi những cái lằn vết không cần thiết thì mình sẽ làm như thế nào? Đầu tiên là mình sẽ vào menu, mình vào bản vết. Rồi, thì ngay lúc này mình sẽ chọn xuống bản vết nha. Thì ngay lúc này nó sẽ có 12 bản vết. Thì mọi người sẽ chọn ra từng cái bản vết mà mình không muốn hiển thị trên màn hình nữa. Mình sẽ bấm Enter vào đó để chọn. Rồi sau đó mình chọn cái vài dòng hiển thị nè, mình chọn tắt. Đó, rồi mình bấm menu. Tiếp theo vẫn vậy, thì mình sẽ chọn những cái dòng vết khác, những cái dòng vết không cần thiết mình sẽ tắt đi. Đó, chọn dòng hiển thị và tắt. Làm liên tục như vậy luôn cho tới khi mà đạt yêu cầu của mình thì thôi. Rồi. Thì những cái vết nào mọi người cần thiết, mọi người đang chạy á, những cái vết nào mình cần thiết mình hãy mở lên. Ở đây mình thấy đường mình chạy. Còn những cái vết mà mình ghi mình không cần thiết á, thì mình sẽ chọn tắt đi. Rồi, thì ngay lúc này khi mà chúng ta thoát ra ngoài màn hình hải đồ. Đây, thì những cái vết mà đã được tắt đi nó sẽ không còn hiển thị lên màn hình nữa. Mà nó sẽ ẩn đi. Và khi chúng ta cần thiết chúng ta mở thì nó sẽ hiện ra. Thì bây giờ chúng ta đã tiến hành xong cái phần cài đặt vết và ẩn vết rồi. Thì bây giờ sẽ là xóa vết. Và trong cái tình trạng mà nó vết nó đầy quá, nó không còn chỗ chứa nữa, thì mình muốn xóa đi những cái vết không cần thiết, thì mình sẽ chọn menu. Mình vào phần xóa, bấm Enter. Rồi mình chọn vết, bấm Enter. Rồi ngay bây giờ mình sẽ chọn những cái vết không cần thiết nè. Đó, từ 1 tới 12 bản vết.
thì mình sẽ chọn ngay cái bản vết nào nó không cần thiết, mình không cần sử dụng nữa, thì mình sẽ chọn Enter. Xóa, OK nè, chuyện di chuyển qua OK, bấm Enter. Xóa từng vết nè, OK luôn. Bấm OK, tiếp tục như vậy cho tới khi mà nó hết những cái vết mình không cần thiết thì thôi. Trong cái trường hợp mà mọi người muốn xóa hết thì mọi người chỉ cần chọn cái dòng trên, dòng hết vết, bấm Enter. Qua OK, bấm Enter. Rồi thì ngay lúc này tất cả vết sẽ được xóa, chúng ta sẽ bắt đầu chạy lại từ đầu. Đó. Rồi thì đây là các cái bước cơ bản để chúng ta sử dụng cái chức năng vết vẽ trên máy định vị hải đồ Huawei HGB35 cũng như là máy định vị màn hình màu GB35. Thì mọi thắc mắc mọi người cũng có thể liên hệ cho em qua số điện thoại 0948909941, hoặc mọi người cũng có thể comment xuống phần bình luận để em sẽ giải thích thêm cho mọi người. Mọi người xem video mọi người nhớ cho em xin một like nha và một lượt đăng ký để em có thêm động lực để em ra nhiều video khác cho mọi người nữa nha. Rồi thì bây giờ cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo ạ.